Chiều nay ngày 1 tháng 12 tại Hà Nội, Đảng ủy Công an Trung ương đã tổ chức hội nghị đánh giá kết quả công tác năm 2020, bàn phương hướng nhiệm vụ công tác trọng tâm năm 2021 của Đảng bộ Công an Trung ương và những nội dung định hướng lớn để xây dựng lực lượng công an nhân dân chính quy, tinh nhuệ hiện đại. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng dự và phát biểu chỉ đạo hội nghị. Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an chủ trì hội nghị. Sự hội nghị còn có các đồng chí đại diện lãnh đạo ban bộ ngành Trung ương, các đồng chí trong Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an. Phát biểu tại hội nghị, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng ghi nhận, đánh giá cao sự nỗ lực, cố gắng phấn đấu của Đảng bộ Công an Trung ương trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị bảo đảm an ninh trật tự của đất nước, xây dựng lực lượng công an nhân dân, thể hiện rõ nét hơn vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy Công an Trung ương trên các lĩnh vực công tác, nhất là công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng công an nhân dân, góp phần giữ vững ổn định chính trị, tạo môi trường hòa bình ổn định, an ninh an toàn, phục vụ phát triển kinh tế xã hội, hoạt động đối ngoại của Đảng, ngoại giao của nhà nước. Năm 2020, trong bối cảnh tình hình thế giới, khu vực diễn biến phức tạp, có nhiều khó khăn, thách thức, song dưới sự lãnh đạo của Đảng, quản lý, điều hành của nhà nước, Đảng bộ Công an Trung ương, Bộ Công an, cấp ủy, chỉ huy các cấp luôn đoàn kết, thống nhất, chủ động, sáng tạo, bám sát thực tiễn, đề cao trách nhiệm, lãnh đạo chỉ đạo toàn lực lượng công an nhân dân phấn đấu hoàn thành toàn diện các mặt công tác công an năm 2020, trong đó có nhiều nhiệm vụ hoàn thành xuất sắc. Đảng bộ Công an Trung ương đã làm tốt công tác tham mưu với Đảng, nhà nước, chỉ đạo công tác bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn xã hội, đã lãnh đạo chỉ đạo thực hiện có hiệu quả chỉ thị số 35 của Bộ Chính trị về tổ chức Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng, tổ chức thành công Đại hội đại biểu Đảng bộ Công an Trung ương lần thứ 7, nhiệm kỳ 2020-2025, công tác phối hợp giữa Đảng bộ, Bộ Công an với các bộ ban ngành địa phương trong lãnh đạo chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ bảo đảm an ninh trật tự và công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc đạt được những kết quả quan trọng. Ngay từ đầu năm 2020, Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an, cấp ủy và lãnh đạo công an các cấp luôn đặc biệt coi trọng công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng công an nhân dân, coi đây là nhiệm vụ then chốt, có ý nghĩa quyết định hàng đầu đối với việc thực hiện thắng lợi nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội. Chú trọng làm tốt công tác vận động quần chúng, xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, qua đó huy động được sức mạnh của cả hệ thống chính trị tham gia công tác bảo đảm an ninh trật tự, đấu tranh phòng chống tội phạm. Các đồng chí đã phối hợp với các bộ ngành, địa phương, các nhà hảo tâm thực hiện chủ trương hỗ trợ, xây dựng, sửa chữa hàng nghìn ngôi nhà cho các hộ nghèo, nhà bán trú cho học sinh tại các địa bàn vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn bằng nguồn vốn xã hội hóa, được các cấp chính quyền và nhân dân ghi nhận, đánh giá cao. Riêng ngành công an của chúng ta phải nói là một năm tôi cho là rất đáng tự hào, để lại dấu ấn tốt. Chứng minh thì các đồng chí báo cáo hết rồi. Đối với nội, đối ngoại, bên trong, bên ngoài, trên tất cả các mặt trận công tác, sản xuất, chiến đấu, phòng chống thiên tai, bão lũ, giúp đỡ người nghèo. Và cái mừng là một cái không khí trong xã hội, trong đảng, trong dân. Rõ ràng là có cái phấn chấn. Thế thì vấn đề quan trọng là bây giờ chúng ta phải đi sâu thêm một bước, nguyên nhân vì sao? Nguyên nhân từ chủ trương, nguyên nhân từ sự lãnh đạo, hay sự chỉ đạo, hay đoàn kết hay không đoàn kết, có sự phân công, kiểm tra, phối hợp. Nói tóm lại là một năm đầy ắp các sự kiện, trong muôn vàn khó khăn, nhưng chúng ta giành được thắng lợi. Về công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng yêu cầu Đảng ủy Công an Trung ương cần tiếp tục quán triệt thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các nghị quyết của Trung ương về công tác xây dựng Đảng, nhất là Nghị quyết Trung ương 4 khóa 12 về xây dựng chỉnh đốn Đảng, Nghị quyết Trung ương 7 khóa 12 về tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược, đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ, và quy định số 192 của Bộ Chính trị về tổ chức Đảng trong Công an Nhân dân. Đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh, Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Công an Trung ương đặt ra phấn đấu đến năm 2030 xây dựng lực lượng công an nhân dân tinh nhuệ hiện đại. Đây là vấn đề lớn, do vậy Đảng bộ cần phải tính toán, có bước đi, lộ trình khoa học, có trọng tâm, trọng điểm, xác định rõ trách nhiệm, tăng cường kiểm tra, đôn đốc, làm sao vừa có đội ngũ cán bộ thật tốt, vừa có đầy đủ trang bị phương tiện hiện đại,
để triển khai các mặt công tác đạt hiệu quả cao nhất, chú trọng ứng dụng khoa học công nghệ hiện đại trong công tác bảo đảm cải cách hành chính, tiết kiệm, hiệu quả. Nên xây dựng cụ thể hóa những cái chủ trương chính sách thành các chương trình kế hoạch để triển khai thực hiện có hiệu quả, đưa nghị quyết vào cuộc sống. Và với cái tinh thần công an là tuyệt đối không để bị động bất ngờ, đã làm tốt rồi, làm mạnh hơn nữa, làm bài bản hơn nữa, chất lượng hiệu quả hơn nữa, tuyệt đối không chủ quan, tự mãn, mất cảnh giác. Cùng với xây phải kiên quyết đấu tranh mạnh mẽ, phản bác các cái quan điểm, những cái tư tưởng sai trái, những cái việc làm vi phạm pháp luật, trái với lòng dân, trái với chủ trương chính sách của Đảng. Thay mặt Ban Thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an phát biểu đáp từ tại buổi làm việc, Bộ trưởng Tô Lâm trân trọng cảm ơn những ý kiến chỉ đạo hết sức quý báu của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng và các đồng chí trong Bộ Chính trị tại buổi làm việc sẽ cụ thể hóa thành chủ trương, triển khai hiệu quả trong toàn Đảng bộ Công an Trung ương nhiệm kỳ tới. Đảng ủy Công an Trung ương xin nghiêm túc tiếp thu những ý kiến chỉ đạo quý báu và sẽ cụ thể hóa trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo điều hành các mặt công tác của lực lượng công an. Trước mắt là bổ sung hoàn chỉnh trong các cái văn bản để đưa ra tại Hội nghị Công an toàn quốc lần thứ 76 để quán triệt thực hiện tới toàn thể các đồng chí trong cấp ủy lãnh đạo công an các cấp, đặc biệt là đối với cái đề án xây dựng lực lượng công an nhân dân đến năm 2030 chính quy tinh nhuệ hiện đại sẽ có báo cáo Bộ Chính trị để phê duyệt cái đề án này. Bộ trưởng Tô Lâm bày tỏ tin tưởng rằng dưới sự quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, các đồng chí lãnh đạo chủ chốt với quyết tâm chính trị cao, sự phối hợp hiệp đồng của quân đội, các lực lượng trong hệ thống chính trị, sự yêu thương của các tầng lớp nhân dân, lực lượng công an sẽ tiếp tục vượt qua mọi khó khăn, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn xã hội.